Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chất lượng thực phẩm tại làng Olympic một lần nữa bị nghi ngờ khi nam kỳ ngư Adam Petty chia sẻ có giun trong món ăn. Trước đó, tình trạng phục vụ kém cũng đã bị các vận động viên phản ánh. Nam kỳ ngư Adam Petty phàn nàn về chất lượng đồ ăn tại làng Olympic. Thậm chí kỳ ngư người Anh còn cho biết có giun trong món ăn, đồng thời nhấn mạnh việc không đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên. Adam Petty nhấn mạnh cần ăn thịt để bổ sung năng lượng thi đấu nhưng không được đáp ứng ở mức cần thiết. Anh muốn ăn thịt, cần ăn thịt để thi đấu và vẫn ăn ở nhà. Vậy tại sao phải thay đổi? Anh cũng thích cá nhưng một số người thấy giun trong món cá. Điều đó đối với anh thật tệ. Các vận động viên kỳ vọng được phục vụ những gì tốt nhất có thể. Thức ăn ở Olympic Tokyo rất tuyệt, ở Rio cũng thế. Lần này các vận động viên đối diện với thực phẩm thiếu protein, xếp hàng quá lâu khi mất 30 phút để có đồ ăn. Adam Petty không phải vận động viên đầu tiên lên tiếng về chất lượng thức ăn tại giải đấu này. Cùng với đó, ban tổ chức Olympic 2024 đã phủ nhận về thông tin xuất hiện giun trong đồ ăn. Adam Petty cũng bất ngờ về sự yếu kém trong khâu tổ chức. Anh nói rằng dịch vụ không đủ tốt, các vận động viên tranh tài ở trình độ và đẳng cấp cao nhất, họ kỳ vọng sẽ được phục vụ tốt nhất có thể. Việc hạn chế thịt trong các bữa ăn của vận động viên là một phần trong cam kết về tính bền vững của kỳ Olympic Paris 2024. Ban tổ chức quy định về thực phẩm khá chặt chẽ khi 1/4 nguyên liệu phải được vận chuyển trong phạm vi 250 km quanh Paris. 60% các bữa ăn không có thịt và 1/3 thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Theo tiết lộ của một vận động viên khác, 2/3 trong số 500 món ăn được phục vụ trong làng Olympic là đồ chay, chẳng hạn như món thịt bò hầm rượu vang đỏ được chế biến từ thịt nhân tạo. Người phát ngôn Olympic Paris cho biết đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ vận động viên một cách nghiêm túc. Phía ban tổ chức cho biết đã tăng cường số lượng đồ ăn phục vụ trong ngày, đồng thời tăng cường thêm nhân viên phục vụ để giúp các vận động viên có trải nghiệm dùng bữa tốt hơn so với những ngày đầu tiên. Dù vậy, một số đoàn thể thao đã cử đầu bếp sang hoặc thiết lập những nhà bếp tạm thời để phục vụ các vận động viên tranh tài tại Olympic. Trước đó, nhiều vận động viên phàn nàn rằng làng Olympic quá ồn ào và nóng nực, ban tổ chức không bố trí điều hòa cho từng phòng mà chỉ cung cấp một chiếc quạt. Thậm chí vận động viên Thomas Jackson đã trải khăn để ngủ trưa ở ngoài công viên Paris Park. Anh nằm nghiêng, chân vẫn đeo giày và nằm ngủ ngon lành. Thomas Jackson chia sẻ mình bị khó ngủ vào ban đêm và cả lẫn buổi chiều. Chất lượng làng Olympic quá tệ, phòng không có điều hòa, trời nóng nực, đồ ăn thì quá tệ. Nhiều vận động viên đã di chuyển ra ngoài vì lý do này. Thomas Jackson không muốn bào chữa cho kết quả thi đấu tệ hại của mình. Anh chỉ nói lên thực tế mà nhiều người không thấy. Khi ở nhà, vận động viên luôn ngủ vào buổi chiều, nhưng từ khi ở đây, anh luôn phải vật lộn với cái nóng và tiếng ồn. Điều đáng chú ý đây không phải lần đầu vấn đề thực phẩm trong kỳ Thế vận hội Paris 2024 được đưa ra. Trước đó, đã có nhiều vận động viên của các nước tham gia thi đấu tại Paris đã bày tỏ thất vọng về chất lượng bữa ăn do nước chủ nhà Pháp chuẩn bị. Những ngày đầu của Thế vận hội, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về bữa ăn, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng cho các vận động viên. Hôm 26 tháng 7 năm 2024, có thông tin về việc các vận động viên phàn nàn về thức ăn tệ hại tại làng Olympic. Trưởng đoàn vận động viên của Anh cho biết họ đã phải đưa thêm một đầu bếp đến Paris vì các vận động viên thất vọng với đồ ăn được phục vụ tại làng Olympic. Thay vào đó, họ dùng bữa tại căn cứ huấn luyện của Anh ở ngoại ô Paris. Ông Andy Ashton, tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội Olympic Anh cho rằng đồ ăn trong Thế vận hội đơn giản là không đủ. Ban tổ chức Olympic Paris đã hứa sẽ nấu ăn theo tiêu chuẩn Michelin, nhưng các vận động viên phàn nàn về việc phải xếp hàng dài và khẩu phần ăn nhỏ. Ashton cho biết không có đủ một số loại thực phẩm nhất định, trứng, thịt gà, một số loại carbohydrate và sau đó là chất lượng đồ ăn. Thịt sống cũng được phục vụ cho các vận động viên, họ phải cải thiện đáng kể trong vài ngày tới. Một vận động viên, người yêu cầu không được nêu tên, đã mô tả sự hỗn loạn trong nhà hàng 3.300 chỗ ngồi. Họ nói rằng Thế vận hội bền vững hơn và có nhiều đồ ăn có nguồn gốc thực vật hơn, nhưng đôi khi nếu bạn đến vào giờ cao điểm, ngay cả một miếng gà cũng rất khó kiếm. Chiều tối ngày 28 tháng 7, trên mạng xã hội cũng đã lan truyền hình ảnh về bữa ăn tại Olympic Paris 2024, được cho là của một vận động viên người Trung Quốc đăng tải. Theo hình ảnh được lan truyền, các suất ăn hầu như không có thịt, các món ăn được chế biến sơ sài, nhiều rau và dường như không đảm bảo chất lượng cho các vận động viên trong suốt kỳ Thế vận hội. Theo thông tin từ ban tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2024, tập đoàn siêu thị Carrefour, đơn vị đảm nhận trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho các vận động viên khoảng 600 tấn trong đơn hàng này, nhìn nhận. Sau mấy ngày đầu thống kê đánh giá lại thì mới thấy cần phải nâng số lượng thực phẩm so với dự kiến ban đầu. Tập đoàn chúng tôi đủ sức giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, công ty Sodexolite, đối tác phụ trách dịch vụ nấu nướng cho chương trình Olympic Paris 2024, cũng đã lên tiếng khẳng định xem trọng những phàn nàn của các vận động viên và đảm bảo đang làm việc tích cực để đáp ứng nhu cầu tăng thêm bữa ăn cũng như số vận động viên đến đông hơn.
Với tham vọng giảm một nửa khí thải nhà kính, Olympic Paris 2024 đang nâng cao tiêu chuẩn cho các sự kiện quốc tế trong tương lai. Kỳ Olympic và Paralympic năm 2024, họ phải tổ chức và cung cấp chỗ ở cho 15.000 người từ các đoàn, cùng khoảng 13 triệu khán giả trên 35 địa điểm ở Pháp trong một tháng. Các nhà tổ chức hy vọng Olympic 2024 sẽ là hình mẫu mới về tính bền vững, với kế hoạch giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính so với London 2012 và Rio 2016. Theo thống kê, tại hai kỳ gần nhất là London 2012 và Rio 2016, mỗi kỳ Thế vận hội đã thải ra trung bình 3,5 triệu tấn CO2 trong thời gian diễn ra Olympic. Việc kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính làm tăng thêm mức độ phức tạp cho một công việc vốn đã rất lớn. Nhưng đây là những gì Ủy ban Paris 2024 đã làm: tìm hiểu lượng phát thải tiềm năng của sự kiện trước khi được trao quyền đăng cai vào năm 2017 và thiết lập ngân sách carbon hơn 5 năm trước sự kiện. Rào cản lớn nhất với việc giảm khí nhà kính luôn là bắt đầu từ đâu? Dĩ nhiên là từ nhận biết vấn đề. Với Olympic 2024, họ thực hiện bằng cách xác định phạm vi các hoạt động phát thải carbon từ việc chuẩn bị vận hành cho đến khi kết thúc. Việc nghiên cứu mất nhiều thời gian nhưng mở ra mấu chốt để bắt đầu. Vấn đề chung của các sự kiện thể thao lớn là công trình được xây dựng sẽ dùng để làm gì sau đó. Với Paris 2024, thiết kế để đảm bảo tính bền vững được yêu cầu ngay từ đầu. Ngoài làng vận động viên và trung tâm thể thao, dưới nước được xây dựng có mục đích. 95% cơ sở hạ tầng là sẵn có hoặc tạm thời, lượng khí thải thấp và là một phần của yêu cầu thiết kế. Với hạng mục tạm thời, các hướng dẫn được xây dựng với ưu tiên cho thuê hơn là sở hữu, sử dụng ít vật liệu hơn và vật liệu có thể được tái sử dụng hoặc tái chế. Về giao thông, bên cạnh việc thuyết phục được một số đoàn cam kết đến Paris bằng tàu, Ủy ban Paris 2024 vẫn kiểm soát di chuyển bằng đường hàng không, nhất là của khán giả. Các địa điểm thi đấu hầu hết trong bán kính 10 km từ làng Olympic được chọn để khán giả có thể tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng, chủ yếu bằng xe điện, khí đốt và hydro, hoặc thậm chí xe đạp dọc theo 418 km làn đường dành cho xe đạp. Việc phục vụ hơn 13 triệu bữa ăn và 18 triệu đồ uống cần phải lập kế hoạch cẩn thận để đạt được mục tiêu hạn chế lượng khí thải từ việc mua, chuẩn bị và giao thực phẩm. Các bữa ăn được thiết kế bao gồm tỷ lệ cao các thành phần có nguồn gốc thực vật. Tiếp theo đó là xử lý chất thải, rác thải. Các sản phẩm vật liệu đều được tính toán đưa vào quy trình tái chế, tái sử dụng. Trong số 6 triệu vật dụng cần thiết cho Thế vận hội, ban tổ chức ước tính đã có thỏa thuận về việc tái sử dụng hoặc tái chế 90% trong số đó. Bên cạnh hạ tầng, năng lượng là tác nhân chính gây ra tác động đến môi trường. Đây là một lĩnh vực khác mà Paris 2024 thể hiện sức mạnh sáng tạo của mình. Vì có tới 3 tỷ người sẽ xem truyền hình trực tiếp, nên an ninh, năng lượng là điều không thể thương lượng. Nhưng giảm phát thải khí nhà kính cũng vậy. Thay vì dựa vào các máy phát điện diesel có lượng khí thải lớn, Paris 2024 phát triển mô hình cung cấp năng lượng 3 lớp mới. Lưới điện của Pháp tạo ra điện chủ yếu thông qua năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, tạo nên lớp đầu tiên, năng lực của nhà điều hành lưới điện Enedis đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Thế vận hội. Trong trường hợp dự phòng, các địa điểm chính có quyền truy cập vào lưới điện. Cuối cùng, trong trường hợp cả hai kết nối đều không thành công, máy phát điện sẽ được kích hoạt. Khi không thể tiếp cận lưới điện về mặt kỹ thuật, dầu diesel sinh học thế hệ thứ hai sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy phát điện và máy phát điện chạy bằng pin cải tiến sẽ được sử dụng. Cách ban tổ chức trang bị phòng ở cho vận động viên trong làng Olympic đã chứng thực cho nỗ lực thực hiện bằng được điều đó. Trong phòng ở của vận động viên không có điều hòa, thay vào đó là hệ thống làm mát bằng nước và trang bị trong phòng hầu hết được làm từ vật liệu tái chế như quả cầu lông, vải dù, bìa giấy cứng, phương tiện di chuyển trong làng vận động viên là xe đạp. Thủ đô Paris cũng chuẩn bị rất chu đáo cho một Thế vận hội xanh. Đường phố sạch đẹp, thùng rác được đặt ở những vị trí dễ nhìn ở mọi địa điểm công cộng như đường phố hay ga tàu điện ngầm. Thậm chí có những thùng rác bên ngoài còn được in chữ cảm ơn bằng tiếng Pháp rất to. Trên đường di chuyển từ sân bay Charles de Gaulle về trung tâm thành phố bằng tàu điện ngầm, chúng tôi nhận thấy hệ thống tàu điện ngầm của Paris có thể không hiện đại bằng tàu điện ngầm của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Singapore hay Thái Lan, nhưng xét về mức độ sạch sẽ thì không hề thua kém. Còn bên trong thành phố, nhà hàng, quán ăn không sử dụng giấy ướt cho khách, thay vào đó là giấy ăn khô. Tại siêu thị và các cửa hàng nhỏ, túi đựng hàng được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường chứ không phải bằng ni lông. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục gửi tới quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.